Cuộc đời nông dân chúng tôi khổ lắm. Cứ vô vụ là tụi tôi lo. Thời buổi bây giờ mần mấy cắt khổ lắm. Ruộng càng ngày càng lún, mấy cứ mắc lầy là không nhúc nhích gì được. Làm nghề mấy trước giờ rồi, chỉ biết nai lưng ra cày. Đầu tư cái máy mấy trăm triệu mà làm không ra gì thì thua. Nông dân càng ngày càng khó. Lúa phải đạt, cắt phải nhanh thì mới lụm tiền người ta được. Ước gì có một cái máy vừa chạy nhanh, vừa tuốt lúa sạch mà còn không ra lúa. Như vậy thì đỡ khổ. Trời thì nắng, đồng thì còn quá trời. Máy chạy còn đơ, nói chi đến con người. Tụi tôi có mệt còn cố gắng được, chứ còn máy thì bó tay rồi. Hết một ngày đi gặt, người ngợm thì bẩn, chân tay thì mỏi, mà đồng cắt còn chưa xong. Ngày mai còn hợp đồng quá cắt lúa cho ông Tư, rồi bà Sáu nữa. Giờ mà hư thì đợt này tôi đi bụi luôn. Dạ chào chú, con xin giới thiệu với chú máy gặt Yanmar mới của tụi con. Máy Yanmar mới của tụi con có rất nhiều cải tiến. Gầm cao, xích lớn nên chú không lo lúng lầy. Thùng đập lớn và dài, đảm bảo lúa sạch và không lo thất thoát. Động cơ 4 super, két nước lớn, giải nhiệt nhanh và vô cùng mạnh mẽ. Hệ thống điều khiển bằng vô lăng mới dễ dàng hơn rất nhiều. Và đặc biệt là hệ thống định vị giúp quản lý máy và hỗ trợ từ xa. Từ giờ thì mọi thứ ngon lành hơn rồi. Cái máy này nó vận hành trơn tru quá ha. Vừa nhanh, vừa mạnh, vừa sạch lúa và không thất thoát. Đi lầy thì khỏi chê. Kiểu này tôi khoái mà bà con nông dân cũng sướng.